dù diện cùng một mẫu áo quần, thế nhưng chính thần thái khác biệt cùng khí chất đặc trưng của Blackpink và Twice giúp các cô nàng phốt thoát khỏi cảnh sao chép y hệt nhau. Cùng hoạt động trong làng giải trí âm nhạc xứ Hàn nên việc thường xuyên đụng độ nhau ở những kiểu quần áo thời trang là điều khó tránh khỏi đối với các nhóm nhạc pop. Nếu như hầu hết nghệ sĩ đều lâm vào tình cảnh ai diện đẹp hơn ai, khi ăn mặc giống nhau thì trường hợp của Blackpink với Twice lại hoàn toàn khác biệt. Không qua khi nói rằng, cùng một mẫu trang phục nhưng khi được diện, bởi mỗi người lại mang đến cảm nhận không ai giống ai. Nếu như Blackpink gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn cùng thần thái cơn cruise mạnh mẽ, thì Twice lại khiến người xem có cái nhìn đáng yêu, nữ tính và năng động hơn. Điển hình như mẫu váy kẻ sọc caro màu hồng nữ tính đều là lựa chọn của hai nữ thần tượng hút fan, nhất nhóm Jennie Blackpink và Naeon Twice. Jennie không gây thất vọng với khí chất mạnh mẽ sẵn có dù diện chiếc váy màu hồng bánh bèo này là một trong những item dễ nhìn, dễ diện nhất nên không lạ lẫm gì khi có màn đụng hàng xảy ra giữa hai nhóm nhạc nổi tiếng. Stylist của Jennie phối hợp chiếc váy tennis sọc caro màu hồng cùng áo crop top có điểm nhấn cùng màu giúp cô nàng nhóm Blackpink bùng nổ, khí chất mạnh mẽ, sang chảnh. Cùng một mẫu váy nhưng khi Naeon diện lên người thì mang đến cảm giác tươi trẻ, đáng yêu giống với hình tượng mà nữ ca sĩ luôn theo đuổi. Phối hợp cùng áo thun trắng tay dài đơn giản, và điểm nhấn nằm ở chiếc mũ beret màu hồng trên đầu giúp Naeon ghi điểm, trong mắt fan hâm mộ. Naeon Twice vô cùng đáng yêu khi phối hợp item váy hồng cùng mũ beret bộ chăm sóc màu đen cách điệu với phần tay áo tiêu chẩm một bên là lựa chọn cho một concept mạnh mẽ, huyền bí được biểu tượng nhan sắc của Blackpink, Jisoo và cô nàng rapper Twice Jaehyun ưu ái. Thành viên Blackpink phối bộ chăm sóc đen lấp lánh cùng khá nhiều phụ kiện kèm theo như thắt lưng kim loại và hoa tai to bản. Jisoo nhí nhảnh chụp ảnh cùng kiểu chăm sóc lấp lánh, trong khi đó, Jaehyun của Twice chỉ diện độc bộ chăm sóc đơn giản và phối cùng găng tay ren cùng màu lấp lánh. Kiểu trang phục này không chỉ tôn lên nước da trắng sáng đặc trưng của Jaehyun mà còn vô cùng phù hợp với hình tượng girl crush mạnh mẽ, bí ẩn trong ca khúc Fancy của nhóm. Jaehyun diện item này, trong một lễ trao giải tại Hàn Quốc, chiếc áo lấp lánh này từng xuất hiện trong cả màn trình diễn của Jisoo, Blackpink và Jaehyun Twice. Vẫn như mọi lần, stylist của bốn cô gái nhà IG Entertain mừng luôn cách điệu chiếc áo, bằng cách biến chúng thành kiểu crop top mạnh mẽ, khoe được vòng eo con kiến quyến rũ. Video liên của anh Jisoo cách điều thành mẫu crop top khoe trọn vòng eo bắt mắt, trong khi đó, Jaehyun từng diện mẫu item lấp lánh này trong lần trở lại với ca khúc tươi mới mùa hè Danger Night Away. Jaehyun kết hợp chiếc áo đơn giản với hoa tai to bản cùng màu, thích hợp khi xuất hiện trong các bữa tiệc đêm ngoài trời. Jaehyun gây ấn tượng với mẫu áo lấp lánh trong Danger Night Away. Từ lâu Jennie luôn nổi tiếng với những mẫu outfit đầy năng động, cá tính nhưng không kém phần đơn giản, như áo thun basic cùng quần thụng bó kiểu quân đội như thế này. Quả thật mẫu item như bên dưới vô cùng phù hợp với cô nàng sở hữu khí chất girl crush sang chảnh như Jennie. Jennie được biết đến là người chăm diện mẫu item cơ bản như thế này, thế nhưng với Naeon, Twice thì fan hâm mộ hiếm khi thấy cô nàng xuất hiện cùng mẫu item mạnh mẽ. Và quả nhiên không làm mọi người thất vọng, chị cả của Twice vẫn có thể biến hóa từ hình tượng đáng yêu quen thuộc thành một cô nàng chị đại, cực ngầu. Naeon vẫn đầy cuốn hút với mẫu item độc đáo Blackpink, Lisa có màn đổi hình tượng ngoạn mục khi thử thách bản thân, với mẫu váy hoa màu đỏ rực rỡ đậm chất. Mùa hè, Lisa thử thách với mẫu item mùa hè đầy nữ tính, còn với Naeon thì mẫu item mùa hè được cô nàng diện trong lần trở lại với Danger Night Away. Người hâm mộ nhận xét khí chất năng động, tươi mới của Naeon vô cùng phù hợp với chiếc váy hoa quyến rũ. Naeon được khen nức nở vì mẫu váy vô cùng thích hợp với khí chất của cô nàng, item áo hoa cách điệu ở phần tay áo và thân áo được cả Jennie lẫn Jihyo mang lên sân khấu với mẫu dáng nguyên bản.
Trong khi Jenny phối cùng quần short màu trắng năng động thì Jihyo lại nữ tính hơn, khi diện cùng chân váy màu trắng nhẹ nhàng mẫu áo thun với họa tiết mã vạch từng được giọng ca chính của Blackpink Rosé và em út Twice Lưu Diện hưởng. Nếu Rosé sử dụng item cho trang phục sân bay, thì stylist của Tiêu lựa chọn cho mẫu phục trang biểu diễn kết hợp cùng chân váy màu cam sữa đáng yêu Jenny, BLACKPINK diện nguyên cây, phục trang Chanel với điểm nhấn nằm ở phần găng tay màu đen trong màn trình diễn solo. Na Eun tận dụng phần chân váy sọc nhiều màu để phối cùng áo crop top dài tay vô cùng sặc sỡ, từ áo thun trắng đơn giản đến màu áo đen dài tay đều được Jenny và Na Eun lựa chọn cùng vô vàn những lần Jenny, BLACKPINK và Na Eun Twice đụng hàng trong cách lựa chọn trang phục đời thường. Có lẽ phong cách thời trang yêu thích của hai nữ thần tượng có những điểm giống nhau, nên họ thường trở thành đề tài bàn tán vì diện cùng mẫu quần áo. TT, theo thế giới trẻ Let's Explore Us, Oi.